nay ngày 11 tháng 9 tại sân golf Skylake, 240 golfer đại diện cho 40 câu lạc bộ đã bước vào ngày thi đấu vòng loại đầu tiên của giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội lần thứ tư. Với sự góp mặt của 9 câu lạc bộ mới đã làm cho giải năm nay thêm đa dạng và nhiều màu sắc. Đã chơi là phải cố gắng và giành chiến thắng, nhưng cái quan trọng nhất là hiện tại bây giờ phải vượt qua vòng loại. Sau đó thì cố gắng vào top 10. Đây là đầu tiên câu lạc bộ ở Luật sư miền Bắc được vinh dự tham gia cái giải Fatty của Hà Nội. Hôm nay phải nói là mình rất hào hứng và đã chuẩn bị, câu lạc bộ chuẩn bị rất sẵn sàng để chuẩn bị vào cái chiến đấu vòng loại ngày hôm nay ạ. Quyết tâm là sẽ cố gắng giành số điểm cao nhất, và anh em trong câu lạc bộ vẫn nói vui với nhau là chúng ta là gà còn các đối thủ chỉ là thóc. Câu lạc bộ Eco Bắc là một câu lạc bộ cũng mới thành lập và tham gia giải đấu lớn như thế này là lần đầu tiên. Chính vì thế nên chúng tôi chỉ không đặt kỳ vọng quá cao, chỉ mong muốn là tham gia giải đấu thoải mái nhất có thể và đạt qua vòng loại lần này. Phong cách và trang phục về chuẩn bị cho giải lần này thì chúng tôi dựa theo chủ đề của ban tổ chức là 36 phố phường, và fashion mong muốn mang đến một cái nét mới, nét tươi đẹp cho giải golf của Hà Nội sắp tới. Rất là tự tin rằng là Passion sẽ, với những cái gì mà Passion tâm huyết thì nó sẽ đạt được giải cao nhất. Như hôm nay thì mọi người cũng sẽ thấy là cái hình ảnh của Passion đến đây rất là tươi trẻ, rất là năng động và rất là nhiệt tình, và sẽ giúp cho, hy vọng là sẽ giúp cho tất cả các golf thủ nói chung, không chỉ riêng là đội tuyển của Passion, sẽ luôn luôn cảm thấy là hào hứng và cảm thấy vui vẻ hơn trong cái trận chơi ngày hôm nay. Mình rất là vui được tham gia giải Fatty Cup, giải góp các câu lạc bộ Hà Nội. Mình đại diện cho kênh Bắc Đánh Mảng B. Cảm xúc của mình hôm nay rất tuyệt vời. Thứ nhất là thời tiết ủng hộ, thứ hai bạn chơi rất là thoải mái. Hôm nay là một ngày chơi góp, tức là thời tiết mọi thứ là rất tuyệt vời, bạn chơi cũng rất là tuyệt vời. Mình cũng đã rất là cố gắng, nhưng mà cũng phải xin chúc mừng anh Sơn rất là mạnh. Vâng.